Không thì bây giờ đồng chí gạch. Không ai gạch cái. Tại sao tôi ký? Tôi đã xem rồi, tôi ký bây giờ đồng chí này một ký thì biết tay vào. Đồng chí đó một người vậy. Đúng hai lỗi, hai lỗi không? Tôi chỉ có nhận một lỗi thôi. Anh ra lỗi tốc độ. Lỗi tốc độ nhưng không có lỗi này. Đồng chí ghi lỗi này rồi. Cái lỗi này anh đã ghi như thế này, anh ghi là tôi không đồng ý, anh đừng có chỉ. Đồng ý, không tôi chỉ đây, đồng chí có quay này đồng chí này. Này, tôi quay. Anh đừng nói. À tôi nói nè. Rồi đồng chí nói. Anh đã nói là bây giờ cái lỗi tôi ký rồi sao đồng chí lại ghi vào thêm là đồng chí nói sao? Anh luật đúng là thế à? Không, tôi giải thích. Ơ nhưng mà luật của các đồng chí làm là trên biên bản phía sau này ghi thêm á. Tôi giải thích cho anh là không. Không tôi hỏi đồng chí thôi. Đồng chí nói đồng chí cho đây chứ. Ủy hữu vừa đây đây đều lại ghi thêm cái đồng chí này. Đây rõ ràng đồng chí vừa ghi đây. Vừa đồng chí này. Anh ngồi trước đi anh. Đây đồng chí. Anh quay phim để anh ngồi quay. Rồi. Đó, đồng chí nhá. Không rồi. Anh em nữa, đúng đấy đồng chí, không anh em. Có một đồng chí mà không anh em gì không quen biết. Tôi với đồng chí, đúng rồi. Đồng chí là biên bản tôi đã ký rồi. Đồng rồi. Chí không có quyền viết thêm vào đây. Đồng chí hiểu không? Rồi. Còn nếu đồng chí mà không đồng ý nhá thì như biên bản này đồng chí sẽ phải hủy đi. Đồng chí sẽ rồi, làm lại biên bản rồi. Khác. Anh cứ nói xong nhá. Chứ không đồng ý tôi ký xong đồng chí này ghi thêm một cái lỗi ở đây, thế là tôi thêm một tí là lỗi. Để nỗi lại nỗi gì rồi, nữa thì rồi. Cái đồng chí ghi tiếp vào đây là tôi chịu à? Thì cái này em anh truyền này. À, nhá. Sao? Tôi nói với anh, ngay từ đầu tôi đã xử lý anh. Anh thôi thông báo với anh là anh vi phạm hai lỗi. Thứ nhất là anh đi quá tốc độ. Tôi không có chuyện, tôi nói tôi không nhận cái lỗi đấy cơ mà. Đồng chí thông báo về chuyện của này, đồng này. Chí. Rồi, rồi, đúng anh, không? Anh nói đồng chí chưa? Không chứng minh được cái tội của lỗi của tôi đó. Anh đồng chí chỉ chưa? Có lỗi bắn tốc độ thôi thì tôi xem hình ảnh thì tôi chấp nhận. Còn cái lỗi này đồng chí tôi đang đi đồng chí vẫy vào thì đương nhiên nó phải vào cái làn đó rồi. Đồng chí đúng không? Ừ. Tôi đang đi đây, mấy đồng chí vẫy vào, đúng không? Anh nói xong rồi. Đồng chí có đồng ý không? Tôi có xem. Thông báo thì cái việc của đồng chí mà tôi phải xem đó mà. Tôi thông báo đã. Tôi đồng ý cái lỗi nào của tôi, nhất như cái lỗi này, vi phạm này, đồng chí cho tôi chứng minh này. Tôi đồng ý này, tôi không cãi này nhá. Đấy là tôi chấp nhận. Anh để gì ta giải thích cho. Rồi, đồng chí giải thích đi. Rồi. Thì anh để cho tôi nói xong rồi. Rồi, nói đi. Chứ tôi cứ nói anh cắt ngang không à, nhá. Tôi thông báo anh vi phạm hai lỗi, thứ nhất là lỗi tốc độ, thứ hai lỗi là đi không đúng phần đường làn đường quy định. Đúng chưa? Cái lỗi tốc độ của anh là tốc độ 65 60, tốc độ nó không có nhanh. Tôi nhắc nhở anh được. Và tôi cũng đã nói với anh từ đầu tôi nhắc nhở cái lỗi đó. Còn cái lỗi anh... Không, không, đồng chí không nhắc. Đồng chí không nhắc hai lỗi. Đồng chí chỉ có nhắc một lỗi thôi. Không có lỗi, không hai lỗi. Tôi nói luôn. Đồng chí chỉ nhắc có một lỗi thôi. Lỗi này tôi hỏi có gì không? Một đồng chí không phải đồng chí ra chặn đầu xe tôi nhá. Xin lỗi đồng chí nhá. Đồng chí khác không phải đồng chí. Tôi hỏi đồng chí mặc áo xanh nhá. Ra hỏi có đời tôi cũng hỏi đồng hoàng công chức chẳng có đồng chí ra có một đồng chí kia đồng chí ở góc đầu này đồng chí tôi nhớ tên là gì đấy tôi còn xem tôi chưa nhớ đồng chí ra rồi. Tôi cũng chào đồng hoàng hỏi có gì không đồng chí thông báo tôi nỗi chạy quá tốc độ tôi bảo thế cho thì độ thì tôi quay lại tôi xem đồng chí nói là 65/60 tôi đồng ý tôi bảo thôi nó chơi du di nhá cái nỗi là du di nó thì nó 54/55, 64/65 thì tôi nói là nó thôi thông cảm anh em thông cảm nhá chứ không phải đồng chí ra chặn xe tôi đồng chí hiểu không đồng chí là biên bản nhá đúng thế thì đồng chí không để thông báo với tôi đồng chí kia thông báo với tôi là chạy anh Trường này chúng tôi có đầy đủ hình ảnh chứng minh cái lỗi phạm của anh đồng ý bây giờ tôi đã tiến hành lên biên bản tôi làm sai cái gì anh cứ cầm cái biên bản này đi anh kiến nghị rồi tôi ghi rồi đây tôi ghi rồi rồi tôi ghi rồi bây giờ nha. Tôi anh đã ký biên bản thì tôi giao nhưng mà tại sao đồng chí này ghi vào thêm nữa ở đây đồng chí anh có yêu cầu sai tôi không? Lập cái lỗi tốc độ cho anh tôi có đi tôi yêu cầu đồng chí lập đúng cái lỗi cơ mà tức là đồng chí lỗi tốc độ thì không có lỗi này nha tôi có bảo đồng chí phải nộp hai lỗi cho tôi đâu bây giờ tôi nói anh rồi ngay từ đầu tôi đã nói nhắc nhở trong sổ tôi vẫn ghi là trong nhật ký của tao tôi không nhắc cái nhật ký này này tôi nói đồng chí này nhắc đâu đồng chí không có nhắc nếu đồng chí nhắc thì tôi cảm ơn đồng chí rồi nha đồng chí đừng nói là đồng chí nhắc nha tôi nói rõ là đồng chí không có nhắc còn tôi là mà đồng chí gõ thế này này đồng chí gõ này đồng chí ạ đây này tôi bằng chứng chứng cứ tôi nói đồng chí này đấy bằng chứng đây rõ ràng đồng chí vừa ghi vào đây tôi nha tôi giao bên bản nhưng mà đúng không đồng chí vừa đây đồng chí định ghi thêm đây đúng không anh yêu cầu tôi ghi tôi chả có ai là người ta yêu cầu cho nộp nhiều lỗi cả đồng chí đừng có nói kiểu đó nha đồng chí chắc chắn đồng chí sẽ được ăn biên bản rồi. Tôi nói thẳng luôn nhá hôm nay là ngày 19 chủ nhật nhá hôm nay lên có thể sáng ngày mai sáng thứ hai lên
trực tiếp lên tôi có đơn nha, tôi lên tỉnh trước nha, tôi đưa gửi kèm theo này rồi cho đại tá Lê Hồng Văn nhá, Vũ Hồng Văn nhá, để xem là lính của các anh ở dưới này làm có đúng không. Lập một nỗi nhá, đưa chứng minh một nỗi, lập một nỗi nhá. Đấy là cái đề đồng chí giải trình nhá. Rồi cái đó thì anh đó là cái ý kiến của anh có thắc mắc khiếu nại thì đó có. Nhưng mà tôi nói rằng tôi thắc mắc mà anh, tại vì tôi vừa nói mà anh còn cãi thì làm sao mà người dân là người ta phục anh được. Đồng chí rõ ràng đồng chí tôi cái nỗi này nữa. Anh yêu cầu tôi lập lỗi tôi đâu yêu cầu quá chứng minh là tôi có yêu cầu đồng chí đâu. Tôi bảo là đồng chí lập đúng lỗi cho tôi. Rồi rồi bây giờ em đây, bây giờ mời anh ra ngoài nhá. Hết chờ rồi, bây giờ em giao biên bản cho anh. Rồi. Anh có thắc mắc cái khiếu nại gì hay là muốn kiện tụng gì cứ mời anh trực tiếp lên. Chắc chắn rồi, tôi đây đây mọi người nhá. Đây này, hôm nay công an Cẩm Mỹ này rồi cầm giấy tờ chạy. Ai kiểu gì mà này không lập biên bản đâu này, lên xe bỏ chạy về nhà gặp bắt phải nhận lỗi. Rồi mời anh đi ra ngoài nhá. Không, ở đây là việc của tôi rồi. Không còn cần. Đương nhiên là tôi phải ra, tôi trả ở đêm gì cả. Tôi phải ở đêm gì? Tôi phải xe tôi phải về chứ. Đồng chí làm, đồng chí không chấp nhận, đồng chí làm. Tôi đưa cái nỗi này nó lên mạng rồi, đồng chí xem hôm nay tối nay cho người ta bình luận, đồng chí xem đi. Dạ rồi, thì anh đó là người của anh, nhưng mà anh chứng cái anh sử dụng hình ảnh của tôi. Chuyện gì đây là tôi đang trực tiếp, bên là tôi bảo rằng đồng chí là tôi đưa lên mạng này nhá.